Petropark, tập đoàn sản xuất các sản phẩm hóa dầu của Iran vừa khánh thành một dây chuyền sản xuất mới. Dây chuyền sản xuất có công suất lên tới 100.000 tấn mỗi năm, được hoàn tất chỉ trong vòng 40 tháng. Một kỷ lục tại Iran và cả Trung Đông. Song Petropark dự kiến sẽ còn tiếp tục nâng cấp các dây chuyền sản xuất thêm 4 giai đoạn, trong bối cảnh các đơn hàng đang tăng trưởng đều đặn từ hơn 50 quốc gia. Hơn 90% các sản phẩm của chúng tôi hiện nay là để xuất khẩu cho các đối tác đến từ châu Á, châu Phi và cả châu Âu. Đáng chú ý, chúng tôi chưa hề tham dự bất cứ một hội chợ quốc tế nào, nhưng nhiều đối tác vẫn biết và tìm đến làm ăn với chúng tôi. Người Iran có câu: đừng vì sợ hãi mà tự kết liễu đời mình. 4 thập kỷ cấm vận đã dạy người Iran cách để linh hoạt vượt qua thách thức. Không chỉ xuất ra thế giới, các doanh nghiệp Iran cũng nhập về các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất. Nó được thực hiện thông qua một đội ngũ dày đặc các công ty trung gian. Những công ty của người Iran nhưng mang hộ chiếu nước ngoài, hoạt động với tư cách pháp nhân, không liên quan gì đến Iran. Iran có một trữ lượng khí đốt hàng đầu thế giới, là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 5 trong OPEC, lại nổi tiếng có một đội ngũ nhân lực trẻ, kỹ thuật cao. Nếu gộp những yếu tố đó lại thì bạn sẽ không ngạc nhiên vì sao các mặt hàng của Iran lại có giá thành cạnh tranh và cả yếu tố chất lượng thì cũng đảm bảo. Đó là lý do nhiều đối tác bất chấp cấm vận để làm ăn với chúng tôi. Iran đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành hóa dầu năm nay phải đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Với xuất khẩu dầu thô, lường trước sẽ gặp nhiều khó khăn với các bước đi cứng rắn từ Washington. Nhưng Tehran vẫn đặt chỉ tiêu 21 tỷ đô la Mỹ, giảm 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Chúng ta sẽ xuất khẩu dầu đúng như những gì chúng ta cần và chúng ta lên kế hoạch. Iran sẽ không chịu ngồi yên khi đối mặt với những thủ địch như vậy. Người Iran có một niềm tin rằng họ đã từng có một đế chế Ba Tư hào hùng trong lịch sử, là bởi dân tộc này đã luôn biết vươn ra thế giới cùng lúc tiếp thu những tinh hoa của nhân loại. Giờ đây thì yếu tố vươn ra thế giới càng được người Iran nhấn mạnh và họ muốn cho thấy rằng không điều gì có thể ngăn cản họ làm điều này. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thủ đô Tehran, Iran.